Để biết khủng long lớn thì anh chị vào trang web ha, để biết được cái sản phẩm. Ở đây mình có hình ảnh cụ thể nè cho anh chị các bạn xem để dễ cập nhật. Đây anh chị các bạn xem ha. Đó. Chào anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ review nhanh cho anh chị các bạn xem thêm một số mẫu bóng phao nữa. Thì đây là cái mẫu gì anh chị biết không? Cái mẫu này là mẫu con chó đốm anh chị các bạn. Chó đốm thì nó có hai loại, loại lớn và loại nhỏ. Thì để biết được loại lớn và loại nhỏ, anh chị cập nhật vào website của mình. Xem cái kích thước sản phẩm ha, kích thước sản phẩm. Cái link website mình để dưới phần mô tả. Anh chị xuống cái phần mô tả. Có cái link sản phẩm anh chị bấm vào đó rồi anh chị vào cái danh mục sản phẩm bóng phao, anh chị xem cái kích thước của sản phẩm này thì anh chị sẽ phân biệt được sản phẩm nào là lớn loại nhỏ ha. Đây thì ở đây mình cũng đã có bơm nè. Đây là loại lớn, còn đây là loại nhỏ. Đây là loại nhỏ anh chị các bạn. Loại nhỏ thì bên đóng gói sẽ đóng gói là một cục như này là 6 con dính liền vào trong một cái bọc ha. Còn loại lớn thì mỗi loại một cái bọc rời. Bọc rời nghĩa là sao? Có nghĩa là một sản phẩm là một cái bọc anh chị các bạn, một sản phẩm là một cái bọc. Còn loại nhỏ của chúng ta là 6 con. 6 con dòng chung một cái vô một cái bọc. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ cho anh chị các bạn xem cái hình hài cụ thể luôn. Đây. Đây là sản phẩm con chó lớn ha anh chị các bạn. Con chó lớn. Anh chị các bạn xem ha. Xem sơ quận về cái sản phẩm này, mình cảm thấy đẹp thì lấy về bán luôn. Không cần phải đến trực tiếp cửa hàng anh chị các bạn. Rồi. Có kèn, kèn nằm ở đây ha. Kèn nằm ở đây anh chị các bạn. Kèn nằm ở chân này ha, chân chân mấy bên tay phải anh chị các bạn. Đó, lỗ tai này thì có thể dỡ lên dỡ xuống được ha. Đó, dỡ lên dỡ xuống được anh chị các bạn. Rồi, cái này cũng có nơ, nhìn chốc đốm nơ nhìn từ xa ha. Nhìn từ xa anh chị các bạn. Đó. Nó cũng khá là dễ thương. Rồi, đây là con chó nhỏ. Đây là con chó nhỏ anh chị các bạn. Thì kèn nó khác nhau ha. Kèn nằm ở chân trái, có khi chân phải anh chị các bạn. Thì một cục là nó 12 con. Một cục là 12 con. Đây. Thì nó không khác gì là con chó lớn, không khác gì con chó lớn anh chị các bạn. Nó cũng khác nhau về kích thước thôi. Đây mình sẽ cho anh chị xem kích thước của hai con này ha. Hai con nhỏ và con to nè. Rồi mình sẽ dời camera xa ra một xíu để cho anh chị các bạn dễ nhìn thấy ha. Đó, anh chị thấy rõ ràng nó lớn nó nhỏ ha. Rồi, để chi tiết hơn thì anh chị cập nhật vào website để xem cái kích thước hình ảnh của mình ha. Cái thứ hình ảnh của con chó đốm này ha. Rồi tiếp theo nữa là mình muốn cho anh chị xem cái mẫu này. Mẫu này là em bé anh chị các bạn. Búp bê á. Con búp bê anh chị các bạn. Búp bê phao. Thì sản phẩm này đóng gói một cục là 12 con luôn. Đóng gói chung một cái bọc luôn anh chị các bạn. Đó. Màu sắc của sản phẩm này cũng có thể thay đổi nha anh chị các bạn. Màu sắc ngẫu nhiên nha. Không thể nào đi chung màu được anh chị các bạn. Đây mình có bơm sẵn cái sản phẩm này cho anh chị các bạn xem nè. Đó. Thì anh chị xem cái sản phẩm ha. Thấy sản phẩm nào mà dễ thương phù hợp thì mình lấy mình bán thôi. Đó. Cò bơm nằm đây anh chị các bạn. Để mình xem sản phẩm này có kèn không. Chân không có kèn ha. Rồi kèn nằm ở đây anh chị các bạn. Kèn nằm ngang cổ em bé nè. Đây mình bóp ngang cổ nó rất là nó kêu ha. Thì ở đây nó có chữ I love you nè. I love you. Đó. Rồi. Rồi tiếp theo là mình review con gì? À tiếp theo đó là mình review con khủng long nhỏ anh chị các bạn, con khủng long nhỏ. Thì con khủng long lớn á, thì mình cũng đã review rồi. Con khủng long nhỏ á, thì nó sẽ đóng gói là 12 con vô một bọc luôn. Khủng long lớn thì đóng rồi anh chị các bạn. Đóng rồi. Để biết khủng long lớn thì anh chị vào trang web ha, để biết được cái sản phẩm. Ở đây mình có hình ảnh cụ thể nè. Cho anh chị các bạn xem để dễ cập nhật. Đây anh chị các bạn xem ha. Đó. Rồi bên đây ha. À cò bơm nằm đây anh chị các bạn. Cò bơm nằm đây. Rồi xuống dưới bụng. Đó. Thì mình để coi thử cái sản phẩm này. Cái kèn nằm ở đâu. Kèn nằm đây anh chị các bạn. Kèn nằm bên chân tay trái ha. Kèn có khi nhà sản xuất là bên này là bên này. Nó thay đổi mình không biết được anh chị bạn. Đó là ngẫu nhiên thôi. Rồi. Rồi cảm ơn chị và các bạn đã xem video nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong một sản phẩm mới nha.